Nằm bé xương khô trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé xương khô trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Ba bé xương khô trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé xương khô trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé xương khô trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, ngón tay cha bán ngã đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ bán ngã đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh bán ngã đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, ngón tay chị bán ngã đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em bán ngã đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Một dâm bị lang thang trên đường, chú té ngã và đứng lên ngã xuống mặt đất. Chú té ngã và đứng lên ngã xuống mặt đất. Ăn con ma chàng bay trên không, chạy nhanh khi thấy con nhện đang ra chuẩn ngày xuống gầm giường. Chạy nhanh khi thấy con nhện đang ra chuẩn ngày xuống gầm giường, chuẩn ngày xuống gầm giường. Má ma cà rồng tìm kiếm chút màu hồng, trời đã đổ mưa và chú trượt trên mặt bùn. Trời đã đổ mưa và chú trượt trên mặt bùn. Bốn phù thủy già trên cây trôi trà, chim cú đen đuôi ho đi về nhà của họ. Chim cú đen đuôi ho đi về nhà của họ. Năm con quay vật chúng không có gì làm, còn chó xua vào ho và ho chạy thật là xa. Còn chó xua vào ho và ho chạy thật là xa. Sau con sòi tìm kiếm thức ăn, cơn bão đến chúng vội va chạy vào rừng sâu. Cơn bão đến chúng vội va chạy vào rừng sâu, chạy vào rừng sâu. Vẫy bộ xương khô trời với cũng đã, cơn gió mạnh đã đến và thôi họ thành đông sương. Cơn gió mạnh đã đến và thôi họ thành đông sương. Tam yêu tình đùa nghịch linh tinh, thầy con chút to và liên chạy về nhà họ. Thầy con chút to và liên chạy về nhà họ, về nhà của họ. Chín người khổng lồ nhảy cắn vào thân cây,
Họ không cẩn thận và bị cắn bởi con ong. Họ không cẩn thận và bị cắn bởi con ong. Mười chú tạc ượm nhìn rất là kinh sợ, bất ngờ mỉm cười nói vui Halloween. Bất ngờ mỉm cười nói vui Halloween. Chúc mừng ngày Halloween để tất cả mọi người sợ hãi. Halloween vui vẻ. Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Các cánh của con cá và vây của con ruồi, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con cụ một ít con da rồng, quay nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các chương bay của con chuột vào màu của đêm, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thay nó. Các răng của bụng tôi trước thì bị nó cắn, quay nó, đun nó, người nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng, nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và khuấy nó bằng thìa, khuấy nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào. Súp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có biết gì về con ma nghịch ngợm trong nhà tôi không? Bông ma nghịch ngợm trong nhà tôi, anh rất mềm mại dễ thương. Anh trốn trong tủ đông khi chỉ tôi vừa đến, khi đó anh nói u. Anh trốn dưới gầm giường mỗi khi đêm đen, đôi khi anh ta ngáy to. Thích bạn sợ hãi khi bạn thức dậy, nhưng con ma ấy yêu bạn. Đó là con ma nghịch ngợm, không phải là anh trêu đùa. Đôi khi anh gặp con mèo của chúng tôi và anh lao vào chiến ngay, nhưng anh ấy bỏ chạy khá nhanh bạn thấy, khi con mèo bắt đầu cắn anh. Nhưng con chó của tôi rất yêu con ma, chúng là một cặp đáng yêu. Chó chở ma trên lưng một chuyến quanh nhà, bởi anh ấy nhẹ như không. Thật là không thể tưởng tượng khi bạn nhìn thấy bọn chúng chạy quanh tivi. Còn một bông ma nghịch ngợm trong nhà tôi, anh rất mềm mại dễ thương. Anh trốn sau cánh cửa tất cả các ngày, khi đó anh nói u. Anh chạy trên bức tường mỗi khi đêm đen và nghĩ anh ta béo to. Anh ấy cười vui khi bạn thoát cu lẹt, nhưng con ma ấy yêu bạn. Tôi yêu con ma nghịch ngợm nhà tôi, còn bạn thì sao?
Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn này kêu ấn ấn và lợn kêu ấn ấn. Đây ấn kia ấn khắp mọi nơi ấn ấn. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O. Người thì đi bên đây và người đi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ôi trời mưa. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Bé Johnny thì muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Các bạn hãy đến nơi này. Bé Johnny thì muốn chơi đùa. Mưa hơi tránh xa tôi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Trẻ đi mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Mommy mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Các bạn hãy đến nơi này. Anh trai mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi tránh xa đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Em gái mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy đến nơi này. Em của mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi hãy đi đi. Mưa này đi đi nào, hôm khác bạn hãy
hãy đến nơi này. Daddy mình cùng muốn chơi đùa. Mưa hơi